Mở đầu phần tin tức từ sáng đến tối là một thông tin đang làm chấn động dư luận cả nước trong ngày hôm nay. Vào sáng nay, 6 người trong cùng một gia đình đã được phát hiện bị giết một cách dã man trong một căn biệt thự tại huyện Trơn Thành, tỉnh Bình Phước. Và người duy nhất thoát chết trong vụ án này là một bé gái mới chỉ 18 tháng tuổi. Theo đó, vào lúc 7 giờ sáng thì bà Đoàn Thị Cẩm Loan là người làm công cho gia đình ông Lê Văn Mỹ đến nhà ông chủ làm việc thì phát hiện cửa phía sau khóa, cửa phía trước khép hờ. Bà Loan đẩy cửa vào thì phát hiện ông Mỹ và bà Nga là vợ ông Mỹ cùng với con ông Mỹ nằm chết trên vũng máu. Bà Loan chạy lên lầu thì phát hiện thêm một cháu 14 tuổi là con gái ông Mỹ và một cháu khác là cháu ông Mỹ 18 tuổi cũng đã chết trong phòng ngủ. Bà Loan chi hô và trình báo công an. Cơ quan công an đến hiện trường thì phát hiện thêm cháu 14 tuổi là cháu ông Mỹ nằm chết ở cổng nhà. Có khả năng là cháu này đã chạy trốn nên đã bị hung thủ giết đuổi kịp và giết chết. Tất cả các nạn nhân đều bị trói và bị giết chết bằng phương thức là cắt cổ. Chỉ duy nhất một người sống sót là con gái út của ông Mỹ, bà Nga, hiện mới 18 tháng tuổi. Bé gái được phát hiện đang ngủ trong trong phòng khi vụ việc xảy ra. Cơ quan điều tra tình nghi vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra vào lúc 3 giờ 30 đến 4 giờ sáng. Nguyên nhân có thể xuất phát từ một vụ cướp. Một số người dân ở địa phương cho biết là cách đây 2 ngày thì vợ chồng nạn nhân vừa rút tiền về để chuẩn bị trả lương cho công nhân. Người dân địa phương cho biết là ông Lê Văn Mỹ là một doanh nhân làm ăn phát đạt và sống rất tốt và không có mâu thuẫn với những ai ở xung quanh. Vâng, ở vụ án này khiến tôi liên tưởng đến vụ án giết người cướp của kinh hoàng xảy ra tại tiệm vàng Ngọc Bích ở Lục Nam, tỉnh Bắc Giang cách đây đúng 5 năm. Trong vụ án này thì sát thủ là Lê Văn Luyện khi đó chưa đủ 18 tuổi đã nhẫn tâm xuống tay giết chết vợ chồng của chủ tiệm vàng cùng đứa con gái nhỏ 18 tháng tuổi. Cô có con gái lớn của họ khi đó 8 tuổi thì đã bị chém đứt rời tay và vụ án này khiến dư luận bàng hoàng kinh sợ vì sự nhẫn tâm tàn bạo của một sát thủ khi mà tuổi đời thì còn rất trẻ. Và sau vụ án đó thì Lê Văn Luyện chỉ bị 18 năm tù giam vì khi gây án chưa đủ 18 tuổi. Điều này cũng dẫn đến rất nhiều tranh cãi xung quanh việc là có nên sửa luật để áp dụng luật tử hình với những người chưa đủ tuổi 18 hay không. Vâng, và so sánh với vụ án Lê Văn Luyện thì vụ án ngày hôm nay tại tỉnh Bình Phước ở mức độ nào đó còn nghiêm trọng hơn khi có đến 6 người thiệt mạng và trong đó thì có cả trẻ em. Vì thế mà tôi đọc ở trên các bài báo, trên các diễn đàn thì nhiều độc giả chia sẻ mong muốn là cơ quan công an là sẽ sớm tìm ra thủ phạm cũng như là hy vọng là thủ phạm sẽ không phải là người chưa đủ 18 tuổi để pháp luật có thể trừng trị những kẻ sát nhân với hình phạt cao nhất. Vâng, và không chỉ nhắm vào các gia đình giàu có để giết người cướp của đâu, tội phạm bây giờ còn có thể thảm sát cả một gia đình vì một mâu thuẫn cá nhân nào đó. Chỉ cách đây mấy ngày thôi, tại Tương Dương, Nghệ An thì 4 thành viên trong một gia đình nghèo đã bị giết chết bằng dao tại ven bờ suối. Và điều đáng nói là trong các nạn nhân thì có một em bé chưa tròn 1 tuổi.